Hello, xin chào anh chị, quý vị và các bạn đã quay trở lại với video của ngày hôm nay. Và hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho anh chị và các bạn một con xe đời cao, một dòng xe bán tải, đó là dòng Mazda BT50. Một con xe mà sản xuất vào năm 2017, xe màu xám khá là đẹp. Đấy, con xe này thì chủ cũ của nó thì người ta đi bán bảo hiểm nhân thọ, nên là gần như là người ta chỉ chạy tiếp thị thôi, không có chở đồ nặng gì cả. Nên là anh chị và bạn hoàn toàn có thể yên tâm, gầm bệ máy móc tốt, cũng như là xe không có chở nặng gì cả, không có mục mọt han gì gì hết. Đấy, tổng thành phía bên ngoài một con xe mang biển số 12. Mazda BT50, con xe số sàn. Và hiện tại thì con Mazda này thì đang bán với giá nó rơi vào là 470 triệu, đời 2017. Đấy, tổng thành phía bên ngoài xe đấy. Thì em sẽ mở cái phần thùng lên cho anh chị và các bạn xem. Đây, phần thùng đây. Thì nó chỉ bị bẩn thôi, chứ còn về... Đấy, phần thành thùng các thứ thì nó hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Đấy, người ta còn cẩn thận nót những cái miếng xốp như thế này vào phần thùng. Đấy, chỉ chở đồ tiếp thị thôi, chứ không phải đi công trường nặng nhọc gì cả. Xe 2 cầu 4x4. Đây, lốp đây. Lốp thì hai lốp trước thì cũng còn khá là dày, còn hai lốp sau thì mòn hơn. Đấy. Nhưng mà nói chung là về anh chị và các bạn thì chúng ta cũng chưa phải thay. 470 triệu là có bán bao rút hồ sơ, cũng như là anh chị và bạn nào mà đến xem xe, lấy xe thì cũng có lọc lá một ít. Xe bảo hành cho anh chị và các bạn về phần đâm đụng, tai nạn, ngập nước. Đấy, những cái lỗi lớn là không có, anh chị các bạn lấy xe về chúng ta có thể test xe từ 5 đến 7 ngày. Đấy, không ưng chúng ta có thể được đổi giá xe. Đây là phía bên trong nội thất này. Cũng hai hệ thống bóng khí đầy đủ, trần vẫn là trần nỉ. Đấy, trần nỉ bọc túi bóng. Có trang bị áo ghế. Đây là áo ghế chị nhé, còn ghế đằng sau thì là ghế da màu be vàng, còn phía trước thì người ta trang bị áo ghế. Con này thì số sàn và người ta cũng chưa có trang bị cái gì hết, vẫn là đầu đài CD nguyên bản, là hệ thống phím bấm vẫn còn rất là mới. Đây, bóng khí cũng như đây hệ thống gương kính chỉnh điện này. Đấy, lấy xe về là anh chị các bạn được test xe 5 đến 7 ngày và xe lỗi chúng ta hoàn toàn có thể được đổi giá xe hoàn tiền. Đấy, tổng thanh thì hoàn toàn không có lỗi gì cả. Máy móc gầm bệ tốt, nội thất sạch sẽ. Để chúng ta đi qua hệ thống máy của nó. Đây là một con xe máy dầu 2 cầu nhé. Đây hệ thống chỉnh cầu đây. 2 cầu thì mà cầu nó lên hệ thống cầu điện rồi, chỉnh rất là nhàn, chúng ta chỉ cần xoay xoay núm này là nó chuyển cầu thôi. Đấy, ai cũng có thể sử dụng được.
toàn bộ hệ thống khoang máy đây. Máy vẫn rất là mới chị nhá. Máy hoàn toàn là nguyên zin luôn. Đấy, như em nói rồi thì chúng ta hoàn toàn có thể lấy xe test xe. Máy hoàn toàn là nguyên zin, không có vấn đề gì cả. Đây phần răng đây. Những anh chị nào mà chúng ta mua xe hai cầu về đi những cung đường khó đi, hoặc là những anh chị nào mà chúng ta chở hàng đi chợ hoặc là buôn bán gì đấy, thì chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn một con xe như thế này. Xe vẫn còn nguyên zin nguyên bản và còn rất là mới. Phần nỉ nắp capo cũng như là phần nỉ khoang máy là vẫn còn. Đăng kiểm thì đến tháng 12 năm 2022. Đấy là video mà em vừa quay và giới thiệu cho anh chị và các bạn con Mazda BT50 đời 2017, xe số sàn 2 cầu. Và nếu anh chị có nhu cầu về con xe này thì có thể alo số điện thoại dưới màn hình hoặc đến trực tiếp tại salon để xem xe và test xe. Cảm ơn chị đã xem video và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.